hồi xuân chị cho em 50 ngàn như vậy. Em nhớ làm bạn này ta. Ồ, nhớ nhầm người không mà em. Tiệt á. Nhớ nhầm người không? Còn chị nào nữa không? Còn nhiều lắm chị đó không? Chị này à. Chị không. Ồ, bữa đó chụp hình. Chụp hình lấy một khác người đúng không? Đúng rồi, khác người. Đúng rồi, chị đúng rồi. Không thể khóc đâu con trai ạ. Vậy là bữa em nằm ở đâu rồi? Cái bàn đầu tiên, cái bàn thứ hai đó. Cái giường thứ hai á. Giường thứ hai. Dạ. Vì tưởng là cho tôi tự đưa lên thớt không? Hình như con bé này. Ừ, chén là ăn vừa rồi. Vừa miệng rồi. Hay là chơi nhà trầu đi mấy đứa. Chén này cũng phải đi được không anh? Có mấy cái nói chuyện đó mà lớn chứ. Ý là nhiều quá, bít bớt đi hả? Thank you.
Sống chịu hết rồi, sống nóng rồi. Thì giật nó. Ôi ơi. Chị gì dữ vậy? Có tăng quá. Tăng như vậy, tăng luôn nha. Tìm vật thổi gì vậy anh chị em? Tăng luôn nha. Mai mốt chị đi chưa? Chị có bỏ hết rồi. Em đường đang làm gì đi kia? Đâu rồi em? Đang nói xấu cho đi đặng đúng không? Tao bên này thì lừa cho thoải mái rồi ta ném cức ném bồ vô đặng bao mình rồi ta. Mình nhiều chuyện lắm bạn. Chờ sẽ hỏi là tại sao cái kênh YouTube của mình và của anh ta lại bật hình ảnh xóa lẫn nhau. Thì thật sự mình giải thích cho bạn dễ hiểu gì luôn là mình phải ép buộc anh ta xóa hình ảnh của mình trên kênh YouTube của anh ta. Chứ anh ta không tự nguyện xóa video của mình trên kênh của anh ta nha các bạn. Tránh bully mà bạn. Đó, cho bạn nhận dung như bữa mình đi chơi